Xin mến chào tất cả quý vị các bạn. Hôm nay Huấn Audio làm cái video này để giới thiệu một dòng sản phẩm mới nữa của Ninh Bình. Đó là những chiếc loa chung 16. Như chiếc hình đấy ạ. Loa chung 16 gân mút xốp. Cho tiếng rất là mềm. Con này tiếng đánh cực mềm. Mà màng giấy, mọi người xem này, màng giấy quá đẹp phải không ạ? Con này từ 100 côn 36 mọi người nhá. Côn nhện của nó đệ. Côn nhện tê từ mọi người nhìn này. Con này chuyên lắp loa chung. Để mình lấy cái thước mình đo nha mọi người nhá. Xem nó là bao nhiêu. Đây cái viền của nó là lên tới gần 18, dưới 18 một chút cái viền ngoài á. Còn cái điều khoét của nó thì mọi người cứ khoét vào trừ đi phân rưỡi là 3 phân, mọi người khoét 15. Nếu thùng thì bác khoét từ 15 cho đến 15 rưỡi là vô tư. 15 khoảng từ 14 năm đến 15 năm cái chiều khoét ấy. Thì khoét thùng nhỏ các bác từ 14 năm đến 15 năm. Cái như cái chiều khoét tròn của cái ở cái loa này mình mà đang bây giờ ấy là đang từ 14 năm cho đến 15 năm để nó lắp vừa được cái loa này. Con này từ 100 đây. Côn 36. Xương sắt. Để xem trọng lượng của nó. Trọng lượng con này thì không nặng lắm, 1,2 kg một chiếc. Trọng lượng là 1,2 kg một cân. Là một cái. Trọng lượng 1,2 kg một cái này. Và giá bán của một đôi là 270.000 một đôi. Mọi người nhé. Và mọi người chưa có phí vận chuyển đâu ạ, nhưng mọi người nhá. Các bác nào mua tại cửa hàng thì được giá 270. Còn nếu chuyển đi đâu thì các bác vui lòng giả phí vận chuyển. Những cái khoảng 2 3 cân này thì vận chuyển cũng khá cao. Vì họ tính cả cái phụ phí điện thoại với phụ phí của xăng xe của nhân viên đi phát thì khá cao. Nên cũng lên tới khoảng tầm 40-50.000 gì đó. Một tiền vận chuyển. Thế thì cũng tùy vùng miền nữa. Bà con cô bác có nhu cầu mua sản phẩm này, xin hệ trực tiếp với Huấn Audio số điện thoại 0904612323. Trong khuôn khổ video này em chỉ làm video giới thiệu sản phẩm, còn em sẽ có bài test chiếc đâm của nó sau. Xin cảm ơn mọi người đã theo dõi video của Huấn Audio. Mọi người nhớ đăng ký kênh để nhận được những cái video mới nhất về âm thanh. Xin chào tất cả mọi người.